Trong thời gian ấy, người chẳng phải người vân vân tranh nhau đến xúc não hoặc chặt thân thể ra từng khúc rồi tự tiện đem đi. Khi ấy, Bồ Tát không nghĩ, ai đâm chém ta, ai chặt đứt ta, ai mang đi. Chỉ nghĩ, nay ta được lợi ích lớn, các hữu tình đó vì làm lợi ích cho ta, nên đến chặt xẻo thân thể ta ra từng phần. Nhưng ta vốn vì tất cả hữu tình mà thọ thân này, họ đến tự lấy tất cả vật của ta là để thành tựu việc cho ta. Bồ Tát tư duy thật tướng các pháp rất kỹ như vậy để tu an nhẫn, rồi đem căn lành thù thắng của an nhẫn này, không cầu địa vị thanh văn độc giác, chỉ đem căn lành an nhẫn này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc để làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Bồ Tát an trụ vào tinh tấn Ba La Mật Đa, gồm cả an nhẫn Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát an trụ vào tinh tấn Ba La Mật Đa, siêng năng tu học các định, nghĩa là lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, cho đến nhập vào định thứ tư, luôn có tư tưởng ban vui cho các hữu tình, vào từ vô lượng, nói rộng cho đến nhập vào xả vô lượng. Đối với các sắc, luôn có tưởng nhàm chán sự thô và nhập vào định không vô biên xứ, nói rộng cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ. Đại Bồ Tát ấy, mặc dù nhập vào tịnh lự vô lượng vô sắc, diệt định như vậy, nhưng không nhận lấy quả dị thục của nó. Chỉ theo hữu tình nào đáng được giáo hóa làm lợi ích thì sanh ở nơi đó. Đã sanh vào đó rồi, dùng bốn nhiếp pháp, sáu ba la mật đa mà làm lợi ích cho họ. Đại Bồ Tát ấy, nương vào các tịnh lự phát sanh thần thông thủ thắng, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, để gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thưa hỏi tánh tướng các pháp sâu xa, siêng năng tinh tấn mà phát sanh căn lành thủ thắng. Đem căn lành này lấy vô sở đắc làm phương tiện, bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, gồm cả tịnh lự ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát an trụ vào tinh tấn Ba La Mật Đa, không thấy bố thí cho đến bát nhã Ba La Mật Đa là danh sự tánh tướng, không thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là danh sự tánh tướng, cho đến không thấy trí nhất thiết trí là danh sự tánh tướng, cũng không thấy tất cả pháp là danh sự tánh tướng. Trong tất cả các pháp không có niệm về tướng, không chấp trước, lời nói đi đôi với việc làm. Lại đem căn lành diệu tuệ này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, gồm cả bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, gồm cả bố thí cho đến bát nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, thực hành tài thí pháp thí cho hữu tình, nghĩa là lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, nói rộng cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ. Đại Bồ Tát ấy, đem tâm không tán loạn mà giảng nói chánh pháp về sự hành tài thí pháp thí cho các hữu tình. Đại Bồ Tát ấy tự mình hành tài thí pháp thí, cũng thường khuyến hóa người khác thực hành tài thí pháp thí, thường khen ngợi pháp hành tài thí pháp thí một cách đúng đắn, luôn luôn hoan hỷ khen ngợi người thực hành tài thí pháp thí. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này, không cầu địa vị thanh văn độc giác, chỉ đem căn lành bố thí này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát ấy, an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, gồm cả bố thí ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, thọ trì tịnh giới không bao giờ có tâm tương ưng với hành động về tham sân si và hại, cũng không có tâm tương ưng với hành động về san tham tật đố phá giới, chỉ luôn phát sanh tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lại đem căn lành tịnh giới này không cầu địa vị thanh văn độc giác, bình đẳng cho các hữu tình,
cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, gồm cả tịnh giới ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, tu hành an nhẫn, quán sắc như đống bọt, quán thọ như bong bóng, quán tưởng như sóng nắng, quán hành như cây chuối, quán thức như việc huyễn hóa. Khi quán như vậy, đối với năm thủ uẩn luôn hiện quán về tưởng không bền chắc, lại nghĩ các pháp đều là không, nó lìa ngã và ngã sở, sắc là sắc của ai, thọ là thọ của ai, tưởng là tưởng của ai, hành là hành của ai, thức là thức của ai. Khi quán như vậy, lại nghĩ các pháp đều không, không có ngã và ngã sở, thì ai cắt chặt, ai bị cắt chặt, ai hủy nhục, ai bị hủy nhục, ở trong đó ai nổi sân hận. Bồ Tát nương vào tịnh lự như vậy, khi quán sát thật kỹ thì an nhẫn hoàn toàn. Lại đem căn lành an nhẫn này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, gồm cả an nhẫn ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, siêng năng tinh tấn, tỉa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, nói rộng cho đến nhập vào thiền thứ tư. Khi bồ tát tu tịnh lự như vậy, đối với các tịnh lự và chi tịnh lự đều không chấp tướng, phát sanh những thần cảnh trí thông, có thể làm vô biên việc biến hóa lớn, hoặc phát sanh thiên nhĩ trí thông, sáng suốt thanh tịnh siêu nhân, có thể như thật nghe tất cả âm thanh các loài hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc phát sanh tha tâm trí thông, có thể như thật biết tâm và tâm sở pháp các hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc phát sanh túc trụ trí thông, như thật nhớ biết các việc đời trước của hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc phát sanh thiên nhãn trí thông, sáng suốt thanh tịnh siêu nhân, có thể như thật thấy biết sắc tượng cho đến nghiệp quả của hữu tình vô tình trong mười phương thế giới. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào năm thần thông thanh tịnh này, thì có thể từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thưa hỏi pháp nghĩa sâu xa của Như Lai, gieo trồng vô lượng căn lành chân chánh thanh tịnh, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, siêng năng tu thắng hạnh của Bồ Tát, đem căn lành này không cầu quả ba cõi và nhị thừa, bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, gồm cả tinh tấn ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, quán sắc uẩn cho đến thức uẩn bất khả đắc, nói rộng cho đến quán trí nhất thiết trí cũng bất khả đắc, quán cảnh giới hữu vi bất khả đắc, quán cảnh giới vô vi cũng bất khả đắc. Như vậy, Bồ Tát quán tất cả pháp bất khả đắc nên không tạo tác, vì không tạo tác nên không sanh không diệt, vì không sanh không diệt nên không thủ không xả, vì không thủ không xả nên hoàn toàn thanh tịnh thường trụ không biến đổi. Vì sao? Vì tất cả pháp chư Phật có ra đời hay không ra đời đều an trụ vào pháp tánh, pháp giới, pháp trụ không sanh không diệt, thường không biến đổi. Đại Bồ Tát ấy tâm không bao giờ tán loạn, luôn luôn an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, như thật quán sát thấy tánh tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, lại đem căn lành diệu tuệ này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng